Tin liên quan đến giấy tờ nhà cửa. Thưa quý vị, nhiều người lớn tuổi hay đưa thêm tên của một người con hay cháu đã trưởng thành vào giấy tờ chủ quyền các tài sản của họ, đặc biệt là căn nhà, với tính cách một đồng sở hữu chủ để khỏi phải làm di chúc khi qua đời. Tuy nhiên, việc này đưa tới một số bất lợi sau đây mà quý vị cần phải lưu ý. Thứ nhất là khi thêm một đồng sở hữu chủ thì người chủ nguyên thủy sẽ mất quyền kiểm soát, Nghĩa là khi muốn bán một bất động sản đồng sở hữu trong khi quý vị còn sống thì quý vị phải có chữ ký của cả hai người. Nếu người cùng làm chủ với quý vị mà không hợp tác thì dĩ nhiên là quý vị sẽ gặp trở ngại trong việc bán hoặc chuyển nhượng bất động sản của mình. Thứ hai là một phần tài sản của quý vị có thể bị mất cho các chủ nợ của người đồng sở hữu nếu người cùng sở hữu với quý vị có các vấn nạn về nợ nần, thì chủ nợ của người đó có thể xin tòa án cho sai áp tài sản chung để trừ nợ. Điều này cuối cùng có thể làm cho quý vị bị mất nhà. Thứ ba là các tài sản có thể trở thành một phần trong thủ tục ly dị của một người đồng sở hữu chủ. Chỉ nhiên là quý vị chẳng bao giờ muốn bất động sản của quý vị bị lôi kéo qua các thủ tục ly dị của tòa án với những phí tổn và mất thì giờ vì phải tham dự các phiên tòa. Thứ tư, người ta thường nhìn vào cộng đồng sở hữu như một phương tiện để khỏi phải lập di chúc. Tuy nhiên, khi cha mẹ đặt một người con vào giấy chủ quyền như một đồng sở hữu chủ đối với bất động sản của họ, thì họ thường không ý thức rằng họ đã thực hiện một vụ hiến tặng một nửa giá trị của bất động sản. Nếu giá trị đó vượt quá 14.000 đô la trong một năm, thì tặng phẩm là một khoản hiến tặng phải đóng thuế. Cuối cùng, khi một người thừa hưởng một tài sản, giá trị của tài sản sẽ được xét lại theo trị giá hiện hữu đã tăng lên vào ngày chết của người để lại di sản. Chẳng hạn như cha mẹ già để lại một căn nhà cho con cái trị giá là 400.000 đô la vào ngày họ qua đời, trong khi trị giá của bất động sản chỉ là 100.000, giả dụ căn nhà đó đã được mua từ 20 năm trước. Trong khi những người thừa hưởng có thể phải trả thuế bất động sản tùy theo cỡ của bất động sản. Thì giờ đây họ sẽ không chịu trách nhiệm về thuế tăng vốn đối với số tiền 300.000 đô la mà trị giá đã tăng lên. Họ sẽ chỉ chịu trách nhiệm về những khoản tăng vốn có thể xảy ra từ thời điểm họ thừa hưởng di sản và rồi bán đi. Mặt khác, trong trường hợp đồng sở hữu khoản tăng vốn là 300.000 đô la và người hưởng sẽ phải trả thuế cho một nửa số tiền gia tăng về trị giá tính thuế, tức là 150.000 đô la.